Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để nhận miễn phí mỗi ngày 100 cái token là OKT của sàn OKX. Và ở cái video trước, KTV đã chia sẻ cùng quý vị cách để thêm cái OKX trên vào cái ví MetaMask. Ok chưa? Rồi thì đây là cái ví MetaMask đây này, quý vị để ý này. Rồi tiếp theo là quý vị hãy lấy cái đường link KTV sẽ để bên dưới ở cái video này. Ok chưa? Quý vị hãy copy cái địa chỉ ví này. Copy nhá. Rồi, quý vị lấy cái đường link của cái trang dico.com. Quý vị lưu ý này, mỗi một cái đường link này chỉ được 4 người mời thôi. Chỉ mời được 4 người thôi nha, quý vị lưu ý. Nếu quý vị hết đường link thì comment để KTV đưa thêm các đường link khác. Rồi, việc đầu tiên là quý vị hãy đăng ký một cái tài khoản. Ok chưa? Đăng ký một cái tài khoản vào cái trang dico.com này này. Ở đây KTV đã đăng ký rồi. Thì quý vị bấm vào cái đường link nhé. Rồi quý vị chọn vào chấp nhận lời mời. Đó, chấp nhận lời mời này. Rồi, quý vị chờ cái trang Dico Channel của cái này nó loát. Quý vị lưu ý này, quý vị đăng ký cái tài khoản ở cái trang này này thì quý vị phải vào email. Ok chưa? Quý vị vào email để mở cái địa chỉ email mà từ cái Dico này nó mở, dico.com này nó gửi cho quý vị để xác nhận địa chỉ email. Tại vì cái bước này KTV đã làm rồi cho nên là không có lặp lại được. Ok chưa? Ở cái bước trước mà quý vị vừa copy cái địa chỉ ví nhá, quý vị vừa copy địa chỉ ví đây này, copy này. Rồi quý vị dán nó vào đây. Đấy này, ok chưa? Đó. Quý vị lưu ý là sau 24 tiếng quý vị dán thì nó mới gửi cho quý vị 100 token OKT. Ok chưa? Thì hôm nay ở đây KTV đã gửi cho nó rồi. Thì nó đã gửi cho KTV 100 token. Rồi. Đó là cái bước thứ nhất. Thì ở đây KTV đang có hơn 209 OKT đây này. Ok chưa? Rồi, sau khi họ gửi cho quý vị cái token OKT này này thì quý vị cũng vào một cái trang web nữa, KTV sẽ để ở bên dưới video này. Cũng là cái mã mời và mỗi người, mỗi một cái mã mời chỉ được 4 người thôi. Ok chưa? Nó là cái địa chỉ nút.money để quý vị khai thác cái token nút này. Rồi, việc tiếp theo là quý vị kết nối cái trang nút money này với cái địa chỉ ví này. Ở đây KTV đã kết nối rồi nha. Đây, quý vị để ý này. Rồi, quý vị chọn này, tìm đến cái đây này. Thêm nút token vào MetaMask. Ok chưa? Ở đây KTV đã thêm rồi này. Đó. Quý vị chờ trong giây lát. Ok, quý vị chọn thêm này. Rồi, đã thêm nha. Bây giờ quý vị kéo màn hình lên này. Đây, thì đây là toàn bộ cái thông tin nút airdrop. Đó, và KTV sẽ không đi sâu về cái vấn đề này, quý vị tự tìm hiểu. Thì đây, ở đây KTV đang có 209 OKT này. KTV sẽ stake này, đem stake cái OKT. Ok chưa? Quý vị để ý đến cái OKT pool này này. Quý vị chọn vào cái cổ phần hoặc là tên tiếng Anh nó là stake đấy, stake OKT này này. Rồi quý vị bấm vào đây. Và quý vị lưu ý mỗi lần stake chỉ được tối đa 100 cái OKT này thôi. Ok chưa? Ở đây KTV sẽ nhập là 100 OKT này. 100. Rồi quý vị bấm vào stake này. Stake.
Rồi, quý vị chờ trong giây lát. Cái ví MetaMask nó đang xác nhận. Đây, nó báo lỗi gì đây? Lỗi giao dịch đã xảy ra. Rồi, kệ nó, quý vị bấm vào xác nhận đi. Rồi. Quý vị chờ nha. Nó đang pending đây. Thì quý vị có thể tìm hiểu đây là cái trên của sàn OK. Rồi, nối rồi. Rồi, KTV sẽ thao tác lại. Đồng ý này. Đã nói là như vậy vì ở đây KTV đã stake đây rồi đây này. Và nó đang đào đây này, cái pool nó đang đào để nhận gửi OKT vào và đào để nhận cái token là loot đây này. Ok chưa? KTV sẽ thao tác lại này. Stake này. Ở đây KTV để 90 xem này. Tại vì hôm nay KTV đã stake 2 lần rồi cho nên là nó không cho stake nữa đó, thì là cái là quý vị làm nó như vậy. Thì cái này, cái mạng là OKChain này nó là của sàn OKX và nó tương tự như lại cái BF20 Binance Smart Chain của Binance đấy ạ, và nó cũng tương tự như cái Echo của sàn